Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 88. Chương 871, một đôi giày thêu một. Tiền Nghị là một trong những người sống sót vượt qua sự kiện linh dị này, bởi vì tình trạng vết thương quá nặng mà chết rồi. Nói thật lòng, kiểu chết này hơi uất ức đối với người ngự quỷ. Người ta hoặc là chết vì ác quỷ thức tỉnh hoặc là bị quỷ giết chết, ít khi chết vì bị thương. Nhưng cái chết của Tiền Nghị nằm trong dự đoán của Dương Gian. Dù sao vừa bắt đầu đã nằm trên mặt đất luôn đổ máu, có thể sống tiếp mới lạ, lúc trước không bị con quỷ kia ngay tại chỗ giết chết đã xem như may mắn. Dương Gian đang nhìn xác của Tiền Nghị, người khác cũng lưu ý đến ánh mắt Dương Gian, lục tục nhìn xác chết dưới đất. Tiền Nghị chết rồi. Huỳnh Tử Nhã tỏ ra có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước nàng cầm nến quỷ dẫn đi quỷ thừng thì Tiền Nghị còn sống. Không ngờ rằng người này chết sau khi sự kiện linh dị kết thúc. Chết thì chết, người chết hôm nay đâu ít gì. Nếu không phải tên này lừa chúng ta một lần, lúc trước đã không mạo hiểm như vậy. Trương Lôi nhìn thoáng qua, trước đó hắn lấy đại cục làm trọng khuyên bảo Dương Gian tạm thời buông xuống ân oán cùng Tiền Nghị hội hợp. Hiện giờ sự kiện linh dị kết thúc, người này chết sống thế nào đã không trọng yếu. Người hại cả đồng đội, ngày sau khống chế hai con quỷ cũng sớm muộn gì sẽ là một cái tai họa. Hắn rất khinh thường người như vậy, cho nên đã chết cũng sẽ không nói gì thêm. Vương Giang ở một bên nói, đợi đã, người này chết rồi, vậy chẳng phải là quỷ trong thân thể rất có thể sẽ xuất hiện. Nói đúng, lời này ngược lại nhắc nhở ta. Trương Lôi giật nảy mình. Tiền Nghị đã chết đột nhiên co giật, theo sau hai chân kỳ dị đứng lên, nhưng mà nửa người trên giống như bị gãy xương không đứng thẳng được. Như cái cây bị bẻ gãy ngửa ra sau, khuôn mặt An Tường đã chết hướng về phía mọi người, trông rất đáng sợ. Một vị người ngự quỷ xa lạ khác thấy vậy lập tức vội vàng nói, nguy rồi, quả nhiên quỷ trong thân thể của. Hắn sắp chạy ra, hồ sơ của hắn là cái gì? Có ai nhớ kỹ không? Phải nhanh chóng xử lý. Ta không xem hồ sơ của hắn, nhiều người tham gia huấn luyện, ai rảnh đọc hồ sơ của từng người. Vẻ mặt Trương Lôi nghiêm túc, cẩn thận dè dặt lùi ra sau, với trạng thái hiện giờ của hắn không thích hợp tiếp xúc trực tiếp với quỷ. Dương Gian, có muốn mặc kệ, chúng ta hiện tại hẳn là không có năng lực xử lý thêm một sự kiện linh dị nhỉ. Huỳnh Tử Nhã, Vương Giang cũng là người khống chế một con quỷ, sau khi trải qua sự kiện linh dị này thì trạng thái khá kém, hai người khá căng thẳng. Dương Gian liếc mắt một cái, chậm rãi nói, đây chỉ là sự kiện linh dị bình thường nhất, Tiền Nghị không phải chết vào ác quỷ thức tỉnh. Con quỷ này vẫn có thể bị khống chế, cho dù là một người bình thường đều có thể đối phó, không cần lo lắng, để ta giải quyết cho. Hắn bước nhanh đi qua, không sợ chút nào, chỉ dựa vào quỷ bóng không đầu là có thể hoàn toàn áp chế quỷ trong thân thể Tiền Nghị, lúc trước Dương Gian thử rồi. Nhưng Tiền Nghị kỳ dị đứng lên dường như không muốn cho Dương Gian tới gần, hai chân giống như bị khống chế vội đi tới trước, chỉ đi vài bước mà xác chết của Tiền Nghị đã xuất hiện cách hơn 100 mét. Cái quỷ gì? Người khác thấy cảnh tượng như vậy đều giật mình. Vừa rồi xác chết còn ở đây, sao đứng lên đi vài bước đã chạy xa dữ vậy? Năng lực giống với quỷ vực nhưng khác, có thể đi mà không bị giới hạn khoảng cách. Dương Gian híp mắt, hắn cũng bước lên một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt xác chết Tiền Nghị cách hơn 100 mét. Quỷ bóng không đầu từ dưới chân vươn ra, xác chết của Tiền Nghị liền mất đi linh dị ngã trên mặt đất. Ánh mắt của Dương Gian nhìn về hướng đôi giày trên chân xác Tiền Nghị, là một đôi giày da rất bình thường. Nhưng mà chỗ này là quỷ vực của hắn, linh dị thật sự không qua mắt hắn được. Dương Gian ngồi xổm xuống cởi giày da trên hai chân của Tiền Nghị ra. Linh dị thật sự lộ ra mặt mũi. Hai chân Tiền Nghị mặc đôi giày thêu màu đỏ bên trong giày da. Giống phong cách thời kỳ dân quốc, nhưng hơi cổ xưa, đồ án màu đỏ trên giày hơi có vẻ quái dị, khiến người có cảm giác không tốt. Hơn nữa giày rất nhỏ, đàn ông không mang vừa được, nhưng Tiền Nghị mang giày, đôi chân to bị đè ép vặn vẹo biến hình, đã hiện ra dị dạng, hiển nhiên là bị cưỡng bức mặc vào. Phụ nữ chân nhỏ mới thích hợp khống chế thứ quỷ này, đàn ông thì bỏ đi. Dương Gian cởi đôi giày thêu màu đỏ ra. Đôi giày ở trong tay của hắn giống như mất đi linh dị, trở thành vật bình thường. Đây là kết quả bị áp chế. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com.
Chương 872, một đôi giày thêu hai. Dương Gian cầm đôi giày thêu này quay về chỗ cũ, tìm một cái hộp màu vàng trong túi hành lý ra, bỏ giày thêu vào trong hộp, khóa kỹ. Trương Lôi hơi kinh ngạc hỏi, chỉ là một đôi giày. Dương Gian nói, là một vật kỳ dị, có lẽ hữu dụng. Dương Gian nhớ lại tình huống lúc trước, đôi giày này có thể đi thoải mái trong quỷ vực của hắn, nếu thức tỉnh thì không chừng có thể cứng rắn đi ra quỷ vực của mình, thậm chí càng lợi hại hơn nữa chăng. Dương Gian ít khi thấy vật kỳ dị như vậy, trước mắt thì hắn từng tiếp xúc chỉ có thọ y, tù quỷ, quỷ thường. Hơn nữa thứ này khác với quỷ bình thường, từ khía cạnh nào đó nếu ngươi có thể khống chế thì có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ác quỷ thức tỉnh, giống như lúc trước hắn khống chế quỷ thường vậy. Một con quỷ thức tỉnh bị Dương Gian cứng rắn xem như công cụ hạn chế quỷ, dùng tốt mà tiện lợi. Đáng tiếc, giờ thì thứ đó bị quỷ trong quan tài mang theo rồi, không biết về sau có cơ hội lấy về không nữa. Sự tình đã kết thúc, là lúc rời đi căn cứ huấn luyện, nơi này không quá an toàn. Hơn nữa, ta có lẽ đi phòng thí nghiệm của giáo sư Vương một chuyến. Dương Gian nói rồi thu thập đồ đạc, quay đầu nhìn một cái. Lúc này hắn sẽ tiến hành bước kết thúc cuối cùng. Ba con mắt quỷ mở ra, tiếp đó chồng lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong khoảnh khắc Dương Gian mở ra quỷ vực ba tầng. Vì bảo đảm bên người không có tai họa ngầm linh dị, cũng vì tìm kiếm quỷ bị thả ra từ cái bình rốt cuộc có ở bên cạnh hay không. Sau khi mở ra ba tầng quỷ vực, Dương Gian không có cảm giác ác quỷ thức tỉnh, quỷ nhãn rất bình tĩnh. Giống như chết máy, cây đinh quan tài dung nhập vào bàn tay và ba con quỷ trong thân thể mình đạt đến cân bằng hoàn mỹ. Cảm giác hiện giờ tuyệt vời chưa từng có. Chính mình giống như là biến thành một người bình thường có năng lực linh dị vậy. Sau khi mở ra ba tầng quỷ vực, 3 giây sau Dương Gian thu về. 3 giây đủ cho hắn xác định tình huống xung quanh, không có bất cứ phát hiện. Dương Gian nhíu mày, cho dù là ở trong quỷ vực 3 tầng thì ta vẫn không nhìn thấy xung quanh có bất cứ quỷ nào, chẳng lẽ quỷ trong bình chạy mất rồi? Hoặc là bị quan tài quỷ mang đi, hắn cảm thấy khả năng bị quan tài quỷ mang đi cao hơn. Nếu xác định an toàn vậy không sao cả. Lập tức, hắn cầm lên túi hành lý xoay người đi ra căn cứ huấn luyện. Dương Gian, ngươi lúc này đi đâu? Người khác trông thấy Dương Gian định rời đi, vội vàng đi theo. Trong nhóm người sống sót, Dương Gian dường như trở thành trụ cột duy nhất. Dương Gian nói, ta chuẩn bị về khách sạn tắm rửa, tiếp đó tạm nghỉ một lúc. Huỳnh Tử Nhã kinh ngạc hỏi, tổng bộ nói tạm thời không cho chúng ta về thành phố Đại Kinh mà. Dương Gian nói, là vì tổng bộ lo lắng trạng huống của các ngươi, sợ các ngươi giống như bạn cùng trường của Vương Giang. Trong khách sạn Bình An đột nhiên ác quỷ thức tỉnh, tuy rằng ta không biết các ngươi có ác quỷ thức tỉnh hay không, tóm lại ta thì không. Bởi vậy mệnh lệnh của tổng bộ nghe, cho vui, mặt ngoài đồng ý, cho tổng bộ một mặt mũi, nhưng buông xuống điện thoại thì thích làm gì cứ làm. Chẳng lẽ tổng bộ sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà sinh sự với các ngươi? Đừng ngây thơ. Hiện tại tổng bộ còn vội vàng xử lý sự kiện linh dị vừa rồi. Tuy chúng ta sống sót, nhưng sự kiện linh dị chưa kết thúc, con quỷ kia còn hoạt động bên ngoài. Trước việc lớn như thế, chúng ta đi hay ở sẽ không ai quan tâm, chỉ cần ngươi không nhảy ra gây sự là được. Vương Giang giật nảy mình, nói nghe có lý, vậy ta cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Dương Gian nói, điều kiện để tùy hứng là phải biết chừng mực, tự ngẫm đi. Dương Gian nói xong không quay đầu lại rời khỏi. Dương Gian đã thu thập hết mọi thứ trong căn cứ huấn luyện, xác của người ngự quỷ, xác của người bị hại đều đặt trên sân. Chờ người đến nhận, hơn nữa cũng xác định toàn bộ căn cứ huấn luyện không có sự kiện linh dị phát sinh. Làm việc sạch sẽ như vậy, có ai sánh bằng? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 873, nhiệt tình quá mức. Dương Gian quay trở về khách sạn Bình An, kế hoạch huấn luyện của hắn mới bắt đầu một ngày đã bỏ dở, chính mình còn suýt nữa chết ở trong căn cứ. Nếu không phải chính mình lo xa, mang đủ mấy thứ cứu mạng thì bây giờ đã thành một phần trong quan tài quỷ rồi, căn bản không thể sống sót đi ra. Còn về quỷ hiện tại đi phòng thí nghiệm thì Dương Gian không quan tâm. Vương Tiểu Minh ở đó thì sao chứ? Chắc chắn không thiếu người bảo vệ bên cạnh. Hơn nữa quỷ đã bị Dương Gian bỏ thêm một hạn chế. Có hạn chế này ở, người ngự quỷ khác hẳn là an toàn.
Đợi đã, nếu hiện tại quỷ tự cho rằng số lượng nó có thể áp chế là không. An toàn với người ngự quỷ là bởi vì người ngự quỷ ít nhất khống chế một con quỷ, nhưng mà đối với người bình thường vẫn là cơn ác mộng. Trong thân thể người bình, thường không có quỷ, có lẽ ở trong mắt quỷ thì vẫn ở trạng thái đi lẻ. Dương Gian ở trong phòng tắm đang tắm rửa chợt nhớ sau khi quỷ thay đổi có lẽ sẽ tạo thành một kết quả khác. Đó là về sau con quỷ này không giết người ngự quỷ, chuyên môn giết người. Quy tắc có lẽ đã thay đổi. Có thể không ngừng reset, áp chế 6 con quỷ, không thể giải quyết, nếu nó chuyên môn giết người thì có người chịu đựng được. Phải chú ý hướng hành động của con quỷ này, không thể hoàn toàn mặc kệ, nếu không thì con quỷ này tạo thành hậu quả không thấp hơn sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương. Dương Gian cau mày, hắn tắm 2 lần, hửi thân thể. Mùi xác thối và mùi máu tươi dường như không còn. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này, bởi vì cái mùi đó khiến Dương Gian cảm giác chính mình giống như xác chết, càng giống một con quỷ. Phải gọi điện thoại cho bên Lưu Tiểu Vũ, hỏi han tình huống. Tuy rằng hắn không muốn xử lý sự kiện quan tài quỷ nữa, nhưng nếu bên tổng bộ giải quyết thì Dương Gian cảm thấy nên ủng hộ góp chút thông tin. Dù sao con quỷ này có thể bị hoàn toàn bắt nhốt cũng là một chuyện tốt. Bởi vì nếu dựa theo phỏng đoán của hắn, để mặc con quỷ này tiếp tục không kiêng nể gì lang thang sẽ mang đến hậu quả lan siêu rộng ra. Thậm chí sẽ ảnh hưởng thành phố Đại Dương của hắn. Ai có thể bảo chứng thứ quỷ này ngày nào đó không đến thành phố Đại Dương một chuyến. Đi ra phòng tắm, hắn chuẩn bị cầm lấy định vị vệ tinh liên hệ với Lưu Tiểu Vũ. Nhưng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Dương Gian hỏi. Là ta, Huỳnh Tử Nhã. Ngoài cửa vang lên giọng phụ nữ, là Huỳnh Tử Nhã cùng hắn trở về khách sạn Bình An. Dương Gian đi qua mở cửa nói, có việc gì? Huỳnh Tử Nhã dường như cũng mới vừa tắm rửa xong, mặc áo tắm, tóc còn chưa khô, nàng cười nói, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Chuyện lúc trước ta còn chưa cảm ơn ngươi đàng hoàng, nếu không có ngươi thì ta chắc chắn đã chết ở căn cứ huấn luyện. Không cần cảm tạ ta cũng chỉ là đơn thuần vì sống sót. Quy tắc của ác quỷ trùng hợp cần đồng đội, nếu không thì một mình ta bỏ chạy lâu rồi. Dương Gian nói, nhưng ngươi vẫn cứu chúng ta, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Huỳnh Tử Nhã hỏi. Dương Gian nói, vậy ngươi tiến vào ngồi đi, nhưng ta còn một việc cần giải quyết, nếu có chuyện gì thì nhanh chóng nói, con người của ta không quá thích quanh co lòng vòng. Ngươi hẳn là không giỏi giao tiếp với người nhỉ, lúc bình thường đều nói lời như vậy sao? Huỳnh Tử Nhã đi vào. Nàng cười nhìn Dương Gian. Đối với loại người như chúng ta thì xã giao có quan trọng không? Khách sáo, giả tạo, trơn tru rồi có tác dụng gì? Quỷ sẽ không bởi vì ngươi lễ độ, khách khí mà không giết ngươi. Thế giới này đang thay đổi, ta có cảm giác. Về sau người ngự quỷ hàng đầu sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới biến đổi, cho nên hiện tại việc cần làm là suy xét làm sao sống sót. Dương Gian thuận miệng nói, hắn cảm thấy xã giao chẳng quan trọng. Có thời gian nghiên cứu thứ này chẳng bằng suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề của bản thân. Huỳnh Tử Nhã ngồi trên sofa, nhẹ gật đầu nói, ngươi đúng là một tồn tại rất đặc biệt, đúng là cảnh sát hình sự quỷ nhãn trong tin đồn. Trong mắt Huỳnh Tử Nhã lộ ra mấy phần vẻ khâm phục, theo sau lại hỏi, đúng rồi, nghe Trương Lôi nói lúc trước có người đẹp từng ở chỗ này. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mắt Dương Gian lấp lóe, chắc Huỳnh Tử Nhã đang ám chỉ Lý Dao. Huỳnh Tử Nhã vén tóc qua tai, nhoẻn miệng cười rung động hồn người, việc này chứng minh ngươi vẫn có cảm giác với phụ nữ đúng không? Điểm này giỏi hơn đa số người ngự quỷ nhiều, thật ra ta cũng là phụ nữ, nếu ngươi cần thì ta có thể ở lại cùng ngươi mấy ngày. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần thả lỏng giải stress thôi, ta sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt cá nhân của ngươi. Dương Gian ngây ra một lúc, lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống, này, vậy là sao? Là chính mình bị tán tỉnh. Sao nào? Không lẽ ngươi ngượng ngùng? Hay cảm thấy dáng người của ta không đẹp, ngươi chướng mắt? Huỳnh Tử Nhã cười cười, mắt đảo quanh trên người Dương Gian. Huỳnh Tử Nhã không cảm thấy thẹn, dù sao bản thân không biết có thể sống bao lâu, loại chuyện này có là gì. Nếu có thể trở thành bạn thân thiết với Dương Gian thì về sau nàng có thêm một người ngự quỷ hàng đầu chăm sóc. Dương Gian vô cùng bình tĩnh nói, không... Ta chỉ cảm thấy ngươi nhiệt tình hơi quá mức. Huỳnh Tử Nhã đứng lên, đi hướng Dương Gian, phụ nữ nhiệt tình mới được thích chứ, đúng không? Mọi người đều là người trưởng thành, đừng thận trọng như vậy. Dương Gian ngẫm nghĩ, từ chối nói, thôi bỏ đi, tạm thời ta không có hứng.
Huỳnh Tử Nhã cười hỏi, không suy xét sao? Ta đã đưa lên cửa rồi, ngươi định để ta về như vậy à? Không tâm trạng. Dương Gian lắc đầu nói, ta còn bận giải quyết việc khác. Vậy được rồi, khi nào có tâm trạng nhớ tìm ta. Nếu hôm nào ta lỡ chết rồi thì đáng tiếc. Huỳnh Tử Nhã trông thấy Dương Gian thật sự không có ý tưởng này thì không bức ép, để lại số điện thoại. Đây là điện thoại của ta, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Dương Gian nói, được, có cần ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, tiện thể đóng cửa hộ ta. Rầm, cửa lớn khép lại, Huỳnh Tử Nhã dường như có chút thất vọng rời khỏi. Khi Huỳnh Tử Nhã định về phòng mình, ở ngã rẽ hành lang thấy Trương Lôi, Vương Giang dựa vào tường đứng ở nơi đó. Ta đã nói là hắn không có hứng thú với ngươi mà. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi lộ nụ cười quái dị, Vương Giang, ngươi thua, nhớ kỹ ngày mai mời ta đi ăn cơm. Vương Giang lẩm bẩm, ta còn cho rằng lần này thắng chắc. Hai tên kia, sao không chết trong căn cứ huấn luyện luôn đi. Huỳnh Tử Nhã mặt tối sầm, hất tóc bước đi. Chờ Huỳnh Tử Nhã rời đi, Trương Lôi nói, mà này, nàng ấy tìm Dương Gian tại sao không đến tìm ta. Ta cũng được mà, tìm ngươi, ngươi cởi đồ ra sẽ hù chết. Ngươi, Vương Giang nói, trước ngực mọc một đầu người, có phụ nữ nào sẽ có hứng thú với ngươi. Cũng đúng, hơn nữa ta không có năng lực cố gắng xoay chuyển như Dương Gian, nếu không thì mọc ba cái đầu người cũng có gái đẹp theo đuổi. Trương Lôi nhún vai nói, đi thôi, hết phim rồi, về ngủ. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng xếp, Dương Gian mở ra điện thoại định vị vệ tinh, Lưu Tiểu Vũ, là ta, Dương Gian. Hiện tại tình huống bên phòng thí nghiệm thế nào rồi? Đoàn người Vương Tiểu Minh đã gặp con quỷ đó chưa? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 874, Vô hạn Reset 1. Ngoại ô thành phố Đại Kinh, bên ngoài một chỗ căn cứ thực nghiệm. Phong cảnh chỗ này hơi kỳ lạ, nơi khác là ánh nắng tươi sáng, ấm áp thoải mái, phong cảnh đẹp đẽ, nơi này thì bị một đoàn bóng tối bao phủ. Giống như là dự báo thời tiết nói có trận mưa cục bộ vậy, nơi cục bộ này là nhiều mây chuyển âm. Nhưng bóng tối bao phủ nơi này có chút dọa người, bóng tối dày đặc giống như là mực nước, tựa như mù mịt lại như bức tường màu đen, chặn đường từ bốn phương tám hướng. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy bóng tối này không phải bay lung tung mà là cố định một nơi ngưng tụ không tán, hơn nữa hiện ra hình dạng quan tài. Chẳng qua cỗ quan tài màu đen này hơi lớn, phạm vi phủ mấy km. Ở nơi bóng tối bao phủ này, có một đám người xui xẻo bị cuốn vào. Không, có lẽ nhóm người này không thể nói là xui xẻo, mà là mảnh bóng tối này nhằm vào bọn họ, nếu đám người này muốn rời đi cũng chưa chắc đi được. Báo cáo tổng bộ chưa? Bên ngoài bóng tối bao phủ, trên một sườn núi, mấy vị người ngự quỷ nhíu mày nhìn chằm chằm đằng trước, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Đã báo cáo với tổng bộ, nhưng khả năng được chi viện không lớn, dù sao nhóm người hàng đầu thành phố Đại Kinh đều ở đây, bọn họ mà gục hết thì lật. Trời, ngươi đừng lo lắng, đám người đó lá gan rất lớn, muốn tránh đi sự kiện linh dị này thì đã sớm đi mất, bây giờ là lúc mở ra kế hoạch đội trưởng. Một người ở bên cạnh nói, nếu như có thể giải quyết một kiện sự kiện linh dị cấp S, cơ hồ có thể lấy được quyền nói chuyện tiếp theo. Mấy người này không bị cuốn vào, lúc trước chủ động rời khỏi, phụ trách quan sát tình huống bên ngoài, đồng thời cũng là không có hy vọng cạnh tranh đội trưởng, không muốn cuốn vào loại phân tranh này. Người vừa rồi lên tiếng giờ trầm giọng nói, nếu như có thể thuận lợi bắt nhốt con quỷ biệt hiệu quỷ sai này thì tốt nhất, ta chỉ sợ không thể. Vào lúc mấu chốt này mà mất một nhóm người ngự quỷ hàng đầu, những người đứng ngoài cuộc như chúng ta cũng không tốt lành gì, không có bọn họ chắn ở đằng trước, chúng ta cũng hết sống yên. Hắn khá lý trí, cho rằng hao tổn bất cứ một vị người ngự quỷ hàng đầu đều là một loại tổn thất to hơn. Yên tâm, giáo sư Vương sẽ có biện pháp, nếu không thì hắn sẽ không bị lựa chọn chính diện đối kháng biệt hiệu quỷ sai. Bên cạnh có người biểu thị không lo lắng. Giờ phút này, trong quỷ vực biệt hiệu quỷ sai, một giọng nói táo bạo nổi điên vang lên. Đùa à, lại reset, vừa rồi rõ ràng đã hạn chế thứ này, cơ hồ đã có thể bắt nhốt, sao chớp mắt lại xuất hiện ở đằng trước nữa. Sau Dương Gian, đám người ngự quỷ hàng đầu này làm ra một lựa chọn to gan. Tập kết tất cả mọi người, chính diện đối kháng quỷ sai, một hơi bắt nhốt. Dù sao đoàn người đã đến đây,
cái gì đều không làm đã cụp đuôi chạy trốn thì khó ăn nói với tổng bộ. Hơn nữa, sự kiện linh dị phát sinh ở thành phố Đại Kinh, rất nhiều người vốn có nghĩa vụ xử lý. Lúc ở căn cứ huấn luyện là bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, bọn họ không tụ tập đủ người, không cách nào trực tiếp tham gia, cho nên mới không có lựa chọn chi viện. Nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết thì dù chúng ta đông, người cũng sẽ bị tươi sống hao chết ở chỗ này. Quỷ có tinh lực vô cùng vô tận, chúng ta dù khống chế 2 con quỷ, 3 con quỷ, cũng không ngăn được này hết lần này đến lần khác tập kích. Một người đàn ông mặc đồ tây sắc mặt âm trầm, hắn đứng đỏ, mắt đảo qua, không ngừng quét qua bóng tối xung quanh. Trước đó bọn họ nhận được thông báo của tổng bộ, sự kiện linh dị ở căn cứ huấn luyện kết thúc, quỷ không bị áp nhốt, mà là thay đổi khu vực hoạt động, đi hướng phòng thí nghiệm. Khi nhận được thông báo, mọi người liền rút ra phòng thí nghiệm, chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện quỷ tới gần phòng thí nghiệm, đi hướng Vương Tiểu Minh được mọi người bảo hộ. Nếu là lúc bình thường, Lý Quân chắc chắn đã mang theo Vương Tiểu Minh trực tiếp bỏ chạy, bảo hộ an toàn của giáo sư Vương. Nhưng mà Vương Tiểu Minh lại từ chối, hơn nữa nói, chúng ta có thể đi, có thể chạy, nhưng người bình thường gần thành phố Đại Kinh không đi được, không chạy được. Để mặc quỷ sai lang thang khắp nơi chẳng bằng giải quyết nó tại đây. Chúng ta đã hội tụ một nhóm người ngự quỷ hàng đầu trong nước, nhiều người đều là người đề cử của kế hoạch đội trưởng. Nếu các ngươi hợp sức đều không giải quyết được sự kiện linh dị này thì kế hoạch đội trưởng không cần tồn tại nữa. Mấy vị người ngự quỷ như Lý Quân, Đồng Thiến đồng ý với đề nghị của Vương Tiểu Minh. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 875, Vô hạn Reset 2. Sự kiện linh dị sớm muộn đều phải giải quyết, hiện giờ bọn họ chuẩn bị đầy đủ, có đông người, hoàn toàn có năng lực xử lý. Mặt khác, đã rõ quy luật giết người của quỷ, sẽ chỉ giết chết người đi lẻ. Nhưng đám người ngự quỷ ở đây cộng lại có hơn 20 quỷ, dù người trong căn cứ huấn luyện chết hết không còn một người thì bọn họ cũng sẽ không ở trạng thái đi lẻ. Nếu chính mình có thể an toàn trước, mặt quỷ thì tự nhiên không cần đi nữa, hợp sức với nhau giải quyết quỷ. Nhưng khi tiếp xúc với linh dị này thì bọn họ mới phát hiện tình huống rất kỳ lạ. Đầu tiên là đã xác định không thể ra quỷ vực này, cho dù là có một số người dùng thủ đoạn đặc biệt cũng không được. Tiếp đó phát hiện dường như quy luật giết người của quỷ thay đổi. Tuy rằng bọn họ vẫn không ở trong phạm vi quỷ tấn công, nhưng mỗi lần quỷ đều nhằm về phía Vương Tiểu Minh, dường như quyết giết hắn ở chỗ này. Theo bắt đầu đến hiện tại, bọn họ đã gặp 3 đợt tấn công. Nhưng đều rất thuận lợi, mỗi đợt tấn công đều bị bọn họ giải quyết thoải mái, dù sao chiếm ưu thế số người, lại trước tiên biết quy luật. Là tồn tại biệt hiệu quỷ sai khi đối diện một đám người ngự quỷ hàng đầu trong nước cũng đành chịu thua, thậm chí có thể nói bọn họ hoàn toàn nghiền nát con quỷ này, hạn chế nó dễ như chơi. Nhưng chỗ đau đầu là đây. Đợt tấn công thứ nhất, bọn họ chống cự được, quỷ chỉ cần có chút xíu năng lực hoạt động là sẽ tấn công Vương Tiểu Minh, không còn cách nào chỉ có thể hạn chế. Tiếp đó hạn chế thành công, ác quỷ reset, đợt thứ hai đến. Sau bọn họ thay đổi sách lược, chống cự quỷ tập kích, bỏ nó vào hòm chế tạo đặc biệt. Nhưng mà quỷ vẫn là reset. Đợt tấn công thứ ba đến, lần này bọn họ lại thay đổi phương án, định tách rời nó, bắt nhốt một phần. Chia đợt nhốt lại có lẽ sẽ tiêu hao sức mạnh của quỷ đến mức thấp nhất, tiếp đó hoàn toàn giải quyết. Nhưng vẫn thất bại, ác quỷ vẫn lựa chọn reset. Bọn họ không có khả năng bắt nhốt một phần linh dị nào của quỷ. Liên tiếp 3 lần, mỗi lần hành động có thể nói đều là phi thường có kế hoạch, đổi làm sự kiện linh dị khác thì đã bị giải quyết từ lâu, nhưng quỷ biệt hiệu quỷ sai và mặt bọn họ. Đánh không lại thì con quỷ này sẽ không chút do dự lựa chọn reset, hơn nữa lấy tư thế giống hệt như cũ chơi tiếp. Quy luật hành động của quỷ thật sự thay đổi, theo thông tin lúc trước thì quỷ sẽ không tập kích chúng ta, số lượng quỷ bên chúng ta hơn xa quỷ sai, không phù hợp mục tiêu tập kích của quỷ. Nhưng mà hiện tại quỷ lại trải qua nhiều lần reset, mỗi lần mục tiêu đều là ta, dường như quyết tâm muốn giết chết ta. Vương Tiểu Minh đứng ở giữa đám người vẻ mặt bình tĩnh nói, là do bên dương gian xuất hiện biến dị nào sao? Hoặc quy luật của quỷ biến thành giết chết người bình thường mà không phải người ngự quỷ? Nếu đúng là như vậy thì càng nên giải quyết thứ này. Dù cho không thể hoàn toàn giải quyết cũng cần hạn chế nó ở nơi nào đó. Nếu không thì con quỷ này lang thang khắp nơi sẽ mang đến tai họa thật lớn. Đây là không thể cho phép.
Dương Gian sống sót, hắn không chết trong căn cứ huấn luyện, mà còn cứu nhiều người đi ra, giữ lại mấy vị người ngự quỷ, có lẽ hắn có thông tin mới gì chăng? Một vị người ngự quỷ tên Trung Sơn cau mày nói. Lý Quân, ngươi hãy hỏi bên tổng bộ, chúng ta còn có một hoài nghi là quỷ nhằm vào quan tài quỷ này. Vương Tiểu Minh nhìn quan tài phía sau lưng. Vương Tiểu Minh mang quan tài quỷ ra phòng thí nghiệm, bởi vì suy xét thất bại của phòng thí nghiệm và tính nghiêm trọng của quan tài quỷ, hắn quyết định niêm phong xử lý. Nhưng khi nghe quỷ đi hướng phòng thí nghiệm, Vương Tiểu Minh vì giữ quan tài quỷ nên quyết định mang theo. Mà kết quả chứng minh, quỷ không phải đi hướng phòng thí nghiệm, có xác suất đại khái là nhằm vào quan tài quỷ. Chính mình có lẽ là bởi vì quan tài quỷ mới bị cuốn vào mục tiêu ác quỷ tấn công. Nhưng không sao, Vương Tiểu Minh không lo lắng cho an toàn của bản thân, nếu hắn thật sự chết ở chỗ này thì cũng sẽ không hoảng sợ. Điều hắn phải làm là lợi dụng thân phận của mình và cơ hội này giải quyết sự kiện quỷ sai. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 876, Vô hạn, Reset 3. Kế tiếp chúng ta thử rời xa quan tài quỷ, xem quỷ có vào trong quan tài không, nếu vào thì có lẽ sẽ giải quyết sự kiện linh dị này bằng cách thoải mái dễ dàng nhất. Vương Tiểu Minh lại mở miệng nói, Phùng Toàn ở trong đoàn người hỏi, giống như lúc ở thôn Hoàng Cương. Không sai. Vương Tiểu Minh nói, ta hoài nghi Dương Gian đã làm gì con quỷ này, khiến nó thay đổi vài thứ, nếu không thì không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này là ám chỉ quỷ liên tục reset, không ngừng tập kích chính mình. Nếu không phải có đông người, chống cự mấy lần tập kích, hắn đã sớm chết ở nơi này. Trước khi đợt tấn công thứ 4 đến, Vương Tiểu Minh làm ra thay đổi. Không tiếp tục ỷ vào đông người bắt nhốt con quỷ kia, mà là chủ động nhường ra quan tài quỷ, tái diễn cảnh tượng thôn Hoàng Cương lúc này. Hắn không quá sốt ruột, vì bên mình có ưu thế, cho nên cho phép có sai sót, thử nhiều phương án luôn có thể tìm ra biện pháp giải quyết sự kiện linh dị này. Cùng lúc đó, khách sạn Bình An ở thành phố Đại Kinh. Cái gì? Ngươi đã quay về khách sạn, còn mang theo người khác về. Mệnh lệnh của tổng bộ là. Trong liên lạc với Dương Gian, Lưu Tiểu Vũ xác định vị trí của hắn, phát hiện hắn ở thành phố Đại Kinh khiến nàng giật nảy mình. Lúc trước Lưu Tiểu Vũ biết rõ trạng thái của Dương Gian không được tốt, trải qua sự kiện quỷ sai, cấp trên bình xét trạng thái của hắn không tốt. Suy xét đến điểm này nên lúc đó mới ra lệnh cho hắn ở lại vùng ngoại ô, ta có chừng mực, sẽ không sao. Dương Gian hỏi, bên Vương Tiểu Minh sao rồi? Lúc trước nghe ngươi nói hắn đi phòng thí nghiệm mà. Lưu Tiểu Vũ nuốt lời sắp thốt ra, lúc này dường như không nên truy cứu việc nhỏ Dương Gian quay về thành phố Đại Kinh nghỉ ngơi. Bởi vì muốn nghiên cứu ngọn nguồn của sự kiện quỷ sai, lúc rạng sáng giáo sư Vương mang theo một đám người hàng đầu trong tổng bộ quay về phòng thí nghiệm, mục đích là xử lý một số thứ đặc biệt trong phòng thí nghiệm, cùng với điều tra quan tài quỷ. Dương Gian hỏi, ta nói là tình huống hiện tại, có phải bọn họ bị cuốn vào sự kiện linh dị rồi không? Lưu Tiểu Vũ đáp, ngươi suy đoán rất chính xác, vừa rồi giáo sư Vương và người khác quyết định chính diện xử lý sự kiện quỷ sai, bây giờ đã ở trong quỷ vực. Dương Gian nheo mắt thầm nghĩ, đúng như ta nghĩ, Vương Tiểu Minh sẽ không chạy trốn, có xác suất đại khái sẽ tham dự sự kiện linh dị. Với thân phận của giáo sư Vương nếu muốn đi tự nhiên sẽ có một đám người bảo hộ, không thể nào có chuyện đã được thông báo mà vẫn bị cuốn vào sự kiện linh dị. Trừ phi là hắn chủ động tham dự, điều này rất phù hợp tính cách của Vương Tiểu Minh, quả nhiên hắn muốn giải quyết sự kiện quỷ sai. Tập kết đám người ngự quỷ hàng đầu của tổng bộ, điều này khiến Vương Tiểu Minh có tự tin xử lý sự kiện này. Nhưng Vương Tiểu Minh thông minh đến mấy cũng thiếu thông tin trực tiếp bên Dương Gian, tình báo lỗi thời của hắn đã không đủ để cho hắn xử lý sự kiện quỷ sai, hiện tại chỉ sợ rơi vào phiền phức. Trong thời gian ngắn chắc chắn chưa chết, dù sao Vương Tiểu Minh không ở một mình. Nhưng muốn xử lý sự kiện quỷ sai thì không thể nào. Dương Gian mở miệng hỏi, tiến triển của hắn không mấy thuận lợi đúng không? Lưu Tiểu Vũ nói nhỏ, ta không biết cụ thể, nhưng quỷ vực còn ở, hẳn là còn chưa giải quyết, nhưng cũng không thu được tin tức liên quan người ngự quỷ tử vong. Rằng co rồi sao? Nhưng loại rằng co này thật ra bất lợi với bên Vương Tiểu Minh, con người không tiêu hao thắng quỷ được. Dương Gian ngẫm nghĩ nói, vậy tạm thời cứ như thế đi, ta sẽ giữ liên lạc, có tin tức gì thì ngươi có thể thông báo cho ta. Đúng là Dương Gian có mấy phỏng đoán thông tin hữu dụng,
nhưng hắn không nói ra. Bởi vì nếu Vương Tiểu Minh thật sự cần xin giúp đỡ thì tự nhiên sẽ đến tìm chính mình, hơn phân nửa là Vương Tiểu Minh muốn giải quyết dựa vào sức mình. Dù sao những người ngự quỷ này sẽ không có nguy hiểm. Thật sự có nguy hiểm vốn chỉ có một mình Vương Tiểu Minh. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 877, đầu cơ kiếm lợi 1. Dương Gian không sốt ruột chủ động liên hệ Vương Tiểu Minh, tuy thông tin của hắn hữu dụng nhưng cũng không thể mang đến tác dụng quyết định, chỉ có thể là một loại dẫn dắt mà thôi. Hơn nữa hắn cho rằng Vương Tiểu Minh nếu hợp nhất một đám người ngự quỷ hàng đầu định xử lý sự kiện biệt hiệu quỷ sai thì chắc là có chút nắm chắc. Dương Gian muốn nhìn xem Vương Tiểu Minh rốt cuộc có biện pháp gì giải quyết con quỷ không cách nào bị bắt nhốt đó. Cho nên, hiện tại Dương Gian cần làm là một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi, có hơi hướng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện. Nhưng lúc trong căn cứ huấn luyện hắn suýt bị quỷ giết thì người ta cũng là ở một bên xem náo nhiệt. Chi viện gì đó không tồn tại, có thể cho một ít tin tức tình báo trợ giúp là tốt lắm rồi. Không quá lâu, Dương Gian đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nghe điện thoại định vị vệ tinh đặt trên bàn trà cạnh mình phát ra giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, có đây không? Ta vừa nhận được liên lạc của Lý Quân, hắn kêu ta hỏi thăm ngươi tình huống của sự kiện linh dị kia. Dương Gian hé mở mắt, nói với điện thoại định vị vệ tinh, chuyển cuộc trò chuyện với Lý Quân giúp ta. Lý Quân sao? Còn tưởng là Vương Tiểu Minh sẽ tự mình gọi điện thoại, xem ra tình huống còn không tệ, ít nhất trong phạm vi ứng đối được. Nếu thật sự đến tình trạng siêu tệ thì Vương Tiểu Minh nhất định sẽ tự mình gọi điện thoại lại đây. Dương Gian, là ta, Lý Quân. Trong điện thoại truyền ra giọng người đàn ông trung niên trầm ổn. Ta nghe, Dương Gian chậm rãi nói. Lý Quân khá bình tĩnh nói tiếp, ngươi có thể thành công cứu ra mấy vị người ngự quỷ từ sự kiện quỷ sai này thật là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Theo cuộc họp lúc trước trong tổng bộ tính toán thì khả năng các ngươi đoàn diệt cực kỳ lớn. Bởi vì ngay lúc đó suy xét đến tính đặc biệt của sự tình, cho nên không tiến hành chi viện các ngươi, hy vọng ngươi sẽ hiểu cho. Dương Gian bình tĩnh trả lời, đương nhiên hiểu, dù sao sinh mệnh của mọi người rất quý giá, không cần thiết khuếch trương tổn thất. Lý Quân nói, ngươi hiểu được là tốt rồi, hiện tại giáo sư Vương cùng chúng ta đang suy xét giải quyết sự kiện linh dị này. Bởi vì gặp được chút tình huống đặc biệt, ta muốn hỏi thăm ngươi, hy vọng kinh nghiệm thành công sống sót của ngươi sẽ có trợ giúp nhất định cho sự kiện lần này. Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi trực tiếp đi, trợ giúp về mặt tin tức thì ta có thể cung cấp một ít. Dù sao lúc trước Vương Tiểu Minh cũng hỗ trợ tin tức cho ta, tuy rằng giá trị không lớn, nhưng cũng xem như bánh ít đi, bánh quy lại đi. Dương Gian nói, ngụ ý tức là giới hạn ở mức này, sẽ không trợ giúp về mặt hành động. Bởi vì quỷ biệt hiệu quỷ sai này là không cách nào bị bắt nhốt, hắn không muốn đi đối diện thứ đó, bởi vì không biết khi nào bị lật xe. Tuy rằng trong đầu Dương Gian đang có một phương pháp nhốt quỷ, nhưng chỉ là một phương án có khả năng thành công, muốn chấp hành thì hắn không có năng lực này. Như vậy đã đủ rồi. Lý Quân nói, vừa nãy chúng ta chống cự đợt tấn công thứ ba của ác quỷ, chúng ta dùng ba phương thức khác nhau tính nhốt quỷ lại. Kết quả đều thất bại. Dường như hễ chúng ta áp chế quỷ là nó sẽ reset. Lúc trước ngươi có bị như vậy không? Dương Gian nghe lời này, ánh mắt lấp lóe. Lúc trước Dương Gian luôn suy nghĩ vấn đề tương tự, nếu quỷ hiện tại tự nhận số quỷ nó có được là không, sau khi nó tiếp xúc người ngự quỷ sẽ phát sinh cái gì? Dường như hiện tại đã có đáp án, đó là trực tiếp reset. Con quỷ này trở nên rất mẫn cảm, hiện tại tùy tiện liền có thể kích phát. Quy tắc ác quỷ reset. Tuy rằng mức độ nguy hiểm hạ thấp, nhưng mức độ khó chơi thì tăng lên. Đây là rất tự nhiên. Dương Gian mở miệng nói, nguyên nhân ta có thể sống tiếp là bởi vì ta thay đổi quy tắc giết người của quỷ. Lúc trước quỷ giết người có số lượng quỷ ít hơn nó. Tức là đi lẻ phải chết. Nhưng mà hiện tại, bởi vì ảnh hưởng của ta, quỷ sẽ chỉ giết chết người bình thường, sẽ không giết chết người ngự quỷ. Nói chính xác hơn hẳn là không hứng thú với người ngự quỷ. Tất cả người ngự quỷ đều không ở trong phạm vi giết người của quỷ. Đúng là bởi vì như vậy, quỷ mới sẽ rời đi căn cứ huấn luyện, ta cùng người khác mới có thể sống tiếp. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 878, đầu cơ kiếm lợi 2.
Thì ra là như vậy, tin tức này rất hữu dụng, khớp với tình huống hiện giờ của chúng ta. Lý Quân nói, hắn không hỏi Dương Gian làm cách nào thay đổi quy tắc giết người của quỷ, vì bây giờ điểm cần chú ý không phải nó. Theo sau hắn nói tiếp, nếu chúng ta muốn bắt nhốt con quỷ này, ngươi có kiến nghị gì hay không? Hoặc nên nói có biện pháp gì ổn không? Dương Gian ngẫm nghĩ nói, có lẽ quan tài quỷ là mấu chốt, lúc trước Phùng Toàn cùng ta trải qua sự kiện thôn Hoàng Cương. Quỷ dựng dục từ quan tài quỷ phải quay về quan tài mới khiến sự kiện linh dị bình ổn, nếu có thể cho nó vào trong quan tài quỷ có lẽ sẽ tái diễn cảnh tượng lúc trước. Ý tưởng của ngươi với ý tưởng lúc trước của giáo sư Vương không mưu mà hợp. Lý Quân nói, cảm ơn trợ giúp của ngươi, hiện tại chúng ta biết nên làm như thế nào. Không cần khách khí, ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công. Dương Gian bình tĩnh nói. Rất nhanh, cắt đứt liên lạc, trong điện thoại lại vang lên giọng của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian không nói chuyện, mà là đứng lên, đi hướng cửa sổ kính sát đất, ánh mắt lạnh băng nhìn. Phương xa, khiến ác quỷ về quan tài là một phương án còn chưa được chứng thực. Ta không hoài nghi Vương Tiểu Minh làm được điểm này, nhưng có thể thành công hay không thì khó nói, nếu thất bại. Hắn còn có một phương án khác. Nếu phương án ác quỷ về quan tài thất bại thì phương án khác của Dương Gian có giá trị lớn. Một đám người ngự quỷ hàng đầu, cộng thêm một Vương Tiểu Minh, tổng bộ tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ bị tiêu hao chết trong quỷ vực. Cho nên đến lúc đó phương án của Dương Gian sẽ đầu cơ kiếm lợi. Đương nhiên, nếu kế hoạch của Vương Tiểu Minh thành công thì Dương Gian cũng không sao cả, dù sao chính mình cũng không tổn thất cái gì. Hết thảy đáp án rất nhanh sẽ công bố, hắn tiếp tục chờ đợi tin tức là được. Trong quỷ vực, Lý Quân buông xuống di động, nói cho mọi người nghe nội dung cuộc trò chuyện. Một người ngự quỷ tên Tào Dương sau khi nghe xong cảm giác rất khó tin, có chút thán phục, Dương Gian này vẫn dữ dội như vậy. Không ngờ cưỡng bức thay đổi quy tắc của ác quỷ để sống sót, chậc chậc, cảnh sát hình sự quỷ nhãn quả nhiên không phải để gọi cho oách, chuyện này mà cũng làm được. Ta xử lý sự kiện linh dị, lúc rảnh rỗi từng đọc nhiều hồ sơ tư liệu, trước mắt hẳn là không có người làm được trực tiếp thay đổi quy tắc giết người của quỷ nhỉ. Sau khi tiếp xúc với quỷ là nguy hiểm nhất, càng miễn bàn lần đó sự kiện linh dị đột nhiên ập đến, mọi người trong căn cứ huấn luyện không chút chuẩn bị, thậm chí là năm bè bảy mảng. Dưới loại tình huống này Dương Gian có thể sống tiếp quả thực là có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, muốn bắt nhốt quỷ, hắn hoàn toàn không làm được, sống sót thì đã rất miễn cưỡng. Mặt Khương Thượng Bạch âm trầm nói, không biết là đang tâng bốc hay hạ thấp. Phùng Toàn ở một bên mở miệng nói, thông tin của Dương Gian rất trọng yếu, hắn thay đổi quy tắc giết người của quỷ tương đương gián tiếp trợ giúp chúng ta một lần. Hiện tại quỷ sẽ chỉ giết người bình thường đi lẻ, sẽ không giết người ngự quỷ, tức là từ bây giờ trừ giáo sư Vương ra, mỗi người đều là an toàn. Đồng Thiến phụ trách cảnh giác bỗng lên tiếng, đợt tập kích thứ năm đến. Bóng tối xung quanh dâng lên, trong bóng tối vang tiếng bước chân như có như không nhanh chóng đến gần mọi người. Người khác lập tức im tiếng, cùng nhìn qua. Mặc dù biết cả đám an toàn, nhưng không ai dám chắc chuyện của quỷ. Người ngự quỷ có thể sống đến hiện tại thì không có ai là sơ sẩy lơ là, vì loại người chỉnh mảng đó sớm đã chết rồi. Phương án của Dương Gian giống như phương pháp ta đã nói, cho ác quỷ về quan tài là cách làm chính xác. Bây giờ điều cần làm là làm sao để con quỷ này trở vào quan tài quỷ. Vương Tiểu Minh không quan tâm tình huống xung quanh mà là tự đưa ý kiến. Cho nên ta nghĩ ra một kế hoạch, kế tiếp ta sẽ khiến mọi người rời khỏi, tiếp đó ta sẽ một mình một người nằm vào quan tài quỷ. Như vậy là quỷ vì giết ta chắc chắn đi vào quan tài quỷ, nếu đến lúc đó quỷ vực xung quanh biến mất, như vậy các ngươi có thể thừa cơ bắt nhốt. Không được, ngươi sẽ có nguy hiểm. Lý Quân lập tức từ chối. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, lúc mấu chốt ta sẽ đốt nến quỷ, tiếp đó thừa cơ đi ra. Nến quỷ giữ không lâu, ngươi sẽ không kịp đi. Lý Quân nói, hơn nữa phương án của ngươi có lỗ hổng rất lớn, ngươi hoàn toàn muốn lấy thân mình mạo hiểm, trừ phi ngươi muốn tự tìm chết. Lý Quân chú ý Vương Tiểu Minh từ lúc xảy ra chuyện đến hiện tại thì trạng thái tinh thần luôn rất kém. Hoàn toàn không có loại bình tĩnh và nghiêm cẩn như trước kia, lúc trước không chịu rời khỏi nơi này cũng là như vậy. Giải quyết sự kiện linh dị cũng là một nguyên nhân, còn một nguyên nhất khác e rằng muốn mượn sự kiện linh dị lần này tự sát. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 879, giải quyết.
1. Vương Tiểu Minh muốn tự sát. Nghe Lý Quân nói như vậy, người khác lần lượt có chút khó tin nhìn Vương Tiểu Minh ở trong đoàn người. Giáo sư Vương tiếng tăm lừng lẫy trong và ngoài nước mà có ý định tự sát. Tuy rằng lời này là từ miệng của Lý Quân nói ra, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì khả năng rất cao. Sự kiện quỷ sai lần này là do thực nghiệm thất bại dẫn tới, tuy rằng sự tình phát sinh chưa được bao lâu. Nhưng bởi vậy mất một căn cứ huấn luyện, chết gần 10 vị người ngự quỷ, nhiều nhân viên công tác bị cuốn vào. Mặc dù số người chết không quá nhiều nhưng hao tổn người ngự quỷ quá lớn, đây là một món tổn thất lớn. Là cảm giác có tội khiến Vương Tiểu Minh có ý định tự sát sao? Henry lúc trước quỷ hướng về phía phòng thí nghiệm, Vương Tiểu Minh không tính rời đi, mà là kiên quyết đòi ở chỗ này giải quyết. Có lẽ, ở trong lòng hắn nếu không giải quyết được sự kiện linh dị này thì thà chết tại đây luôn. Suy nghĩ một hồi, nhiều người ngược lại có thể thấu hiểu. Giáo sư Vương, hiện tại không phải lúc tự trách, còn nhiều hạng mục cần ngươi chủ trì, sự kiện linh dị ngày càng nghiêm trọng không thể thiếu ngươi được, ngươi nghiên cứu nến quỷ và phương pháp khống chế ác quỷ, phát hiện ra vàng, có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nếu ngươi tự sát, vậy ngày sau sẽ có càng nhiều người chết vì sự rời đi của ngươi. Có người lập tức khuyên bảo, nói không sai, hơn nữa làm có sự kiện linh dị nào không chết người. Ngoài ra sự kiện lần này không thể trách ngươi, lúc nó phát sinh ngươi không ở phòng thí nghiệm, đơn thuần là một ngoài ý muốn, dù không có thực nghiệm, quỷ cũng sẽ xuất hiện. Trung Sơn gật đầu nói, người khác cũng lần lượt khuyên bảo. Vô luận là xuất phát từ thật lòng hoặc giả ý, bọn họ đều không hy vọng Vương Tiểu Minh chết. Vương Tiểu Minh chết, về sau vấn đề ác quỷ thức tỉnh biết tìm ai. Về sau hỏi ai đưa nến quỷ, Vương Tiểu Minh luôn có thể nghiên cứu ra. Nhiều thứ hữu dụng, đối với người khác mà nói đều là bảo đảm rất lớn. Chết vài người ngự quỷ không sao, Vương Tiểu Minh thì chỉ có một, nếu chết rồi sẽ là tổn thất to lớn cho bất cứ ai. Trong mắt Lý Quân ánh lên sự lo lắng, hắn biết Vương Tiểu Minh để ý không phải chuyện này, mà là lúc trước hắn cưỡng bức mang theo Vương Tiểu Minh rời khỏi phòng thí nghiệm, khiến sự kiện linh dị vốn có thể hạn chế bị thả ra. Đây mới là gút mắt thật sự trong lòng Vương Tiểu Minh. Khương Thượng Bạch nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Minh, nói, mặc kệ nói sao thì, trước mắt kế hoạch đội trưởng đang thực hành, giáo sư Vương, ngươi chủ trì kế hoạch này cũng không thể giữa đường chết yểu. Nếu trạng thái tinh thần của ngươi không tốt, chờ xử lý xong chuyện này ta sẽ sắp xếp chuyên gia tâm lý trợ giúp ngươi, hiện tại ngươi cũng không thể xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Minh hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, kế hoạch của ta sẽ không thay đổi, người dụ ác quỷ về quan tài chỉ có thể là ta. Các ngươi không phải mục tiêu của quỷ, không làm được điểm này, nhưng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tín nhiệm ta. Cho nên bắt đầu từ giờ các ngươi phải cách xa ta ra, trước khi đợt tấn công tiếp theo đến nhất định phải khiến ta ở trạng thái đi lẻ, ta không muốn lãng phí thời gian. Ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Lý Quân nghiêm túc hỏi. Vương Tiểu Minh nói, nếu như nói không có nguy hiểm các ngươi sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên không tin. Đây chính là sự kiện linh dị cấp S, ác quỷ khủng bố không cách nào bị bắt nhốt, rằng dương gian cưỡng bức thay đổi quy tắc của quỷ, giảm mức độ khủng bố của quỷ, nhưng xem tình huống này, nếu quỷ vào một thành phố thì chắc chắn sự kiện thành phố Đại Xương sẽ tái diễn, lại một thành phố bị chiếm đóng. Vương Tiểu Minh xòe tay, dường như có chút bất đắc dĩ nói, xem bộ dạng của các ngươi biết ngay là không tin, mà sự thực đúng là ta không có nguy hiểm, đã tìm hiểu, rõ quy tắc của con quỷ này, tên ngốc đều biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu các ngươi còn muốn ở lại đây thì kế hoạch của ta vĩnh viễn thực hành không được. Lúc này Đồng Thiến nói, con quỷ kia lại reset. Đây đã là lần thứ 5, đợt tấn công thứ 6 sắp đến. Đồng Thiến quay đầu qua, một khuôn mặt mỉm cười, an tường như người chết đối diện mọi người, kỳ dị khó tả. Thật là không dứt, mức độ khủng bố của quỷ không cao bao nhiêu nhưng quá khó chơi, hở chút là lặp lại, tính tươi sống tiêu hao chết chúng ta ở chỗ này sao? Có người mắng một tiếng, quả thực, đến hiện tại con quỷ kia đều không có bày ra khả năng đặc biệt gì. Khương Thượng Bạch nhìn thoáng qua, hắn cảm giác chính mình giống như là đến du lịch, không giống như xử lý sự kiện linh dị. Không chút khẩn trương và sốt ruột, thậm chí chính mình đều không cần ra tay, tùy tiện một người tiếp xúc với quỷ một đợt, quỷ sẽ rơi vào reset. Nhưng bọn họ không biết rằng, năng lực khủng bố nhất của quỷ đã bị dương gian liều mạng hạn chế, nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận tham dự sự kiện linh dị này. Không cần lãng phí thời gian,
trước khi đợt tập kích thứ bảy bắt đầu hãy nhanh chóng rời xa ta. Vương Tiểu Minh sụ mặt xuống. Nguyên nhân Vương Tiểu Minh sốt ruột như vậy thật ra là có một nỗi lo. Quỷ vô hạn Reset có lẽ sẽ phát sinh biến dị đáng sợ nào đó không thể biết trước. Nếu đúng là vậy thì hành động lần này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Người khác có lẽ sẽ xem nhẹ sự kiện linh dị này, nhưng hắn sẽ không, bởi vì đây là khủng bố một tay hắn tạo ra. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 880, giải quyết 2. Lý Quân nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh nhìn, hắn không biết Vương Tiểu Minh là thật sự muốn xử lý sự kiện này hay vẫn muốn tự sát. Suy nghĩ giây lát sau, Lý Quân mở miệng nói, làm theo lời của giáo sư Vương, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này. Nếu quyết định rồi thì ta chỉ có thể đồng ý kế hoạch này. Người khác không có ý kiến, dù sao hành động lần này cũng là giao cho Vương Tiểu Minh chỉ huy, hơn nữa đây là phương pháp tốt nhất. Rất nhanh, người khác bắt đầu rời xa Vương Tiểu Minh, để lại mình hắn và quan tài quỷ rách nát ở tại chỗ. Quan tài quỷ rách nát là bởi vì nắp quan tài vỡ ra, không cách nào hoàn mỹ như lúc trước, không ai biết đây có khi nào là một cái tai họa ngầm hay không. Tuy người khác không rời đi quá xa, nhưng trong hoàn cảnh mờ tối ở đây, cách nhau mấy mét mà như mọi người đã biến mất. Xung quanh mờ tối, kỳ dị, giống như tùy thời đều có ác quỷ ẩn hiện, khiến người cảm thấy sởn gai ốc. Vương Tiểu Minh sắc mặt rất bình tĩnh, dường như không có chút gì cảm xúc hoảng sợ, yên lặng đứng chờ tại chỗ, không làm động tác gì. Vừa không chủ động vào trong quan tài quỷ dẫn dụ ác quỷ, cũng không có chuẩn bị nến quỷ, sẵn sàng cho việc có lẽ bị tấn công. Vương Tiểu Minh không làm gì nhưng không đại biểu xung quanh không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bóng tối từ một phương hướng lan tới, xung quanh vốn đã mờ tối nháy mắt biến thành một mảnh đen ngòm. Xòe tay không thấy năm ngón, ngay cả âm thanh đều dường như ngăn cách, dù gần đó đứng đầy người ngự quỷ, nhưng bóng dáng của bọn họ đều đã biến mất. Đợt tấn công thứ bảy bắt đầu, lần này khác với lần trước, bên cạnh Vương Tiểu Minh không còn bất cứ bảo hộ, hắn chỉ có một mình. Trong trạng thái tuyệt đối đi lẻ, trong thân thể cũng không có quỷ, cho nên quỷ mà xuất hiện thì sẽ chỉ hướng về phía hắn, đúng như kế hoạch đặt ra. Trong bóng tối, Vương Tiểu Minh vẫn không chút hốt hoảng, hắn bình tĩnh có chút đáng sợ, tố chất tâm lý mạnh hơn một số người ngự quỷ hàng đầu. Có lẽ là bởi vì hắn quanh năm nghiên cứu sự kiện linh dị, đã quá quen với quỷ, hoặc vì hắn đã xem nhạt sống chết, người không để ý sống chết, tự nhiên không quan tâm, hoảng sợ. Dường như Vương Tiểu Minh đang canh thời gian. Mấy lần tấn công trước Vương Tiểu Minh đều quan sát phương hướng quỷ xuất hiện sau khi reset, thời gian xuất hiện ở trước mặt mọi người và đại khái khi nào tấn công chính mình, tất cả đều là số liệu. Phía trước mấy lần reset đều bị hắn tính số liệu cực kỳ chính xác. Đến, bỗng dưng, trong bóng tối, Vương Tiểu Minh thì thầm một tiếng. Giây sau, từ bóng tối phía trước vang lên tiếng bước chân rõ ràng. Tiếng bước chân cứng ngắc trầm trọng, dường như một người chết đi trong đêm tối. Lúc này Vương Tiểu Minh mới bắt đầu hành động, hắn móc một cái hộp từ trên người ra, có màu vàng, đúc bằng vàng. Bên trong đựng một búp bê vải, là búp bê thế mạng Dương Gian từng đưa cho Huỳnh Tử Nhã dùng. Với quyền hạn của Vương Tiểu Minh tự nhiên có thể xin cấp phát sử dụng. Vương Tiểu Minh không mở ra hộp này, bắn một phát súng vào một góc hộp. Đoàng, tiếng súng vang lên. Cái hộp không quá dày lập tức bị bắn thủng. Tiếng súng. Nghe thấy một tiếng súng nổ, Lý Quân ở trong bóng tối thay đổi sắc mặt. Lý Quân ngỡ rằng Vương Tiểu Minh nổ súng tự sát. Không cần lại đây, ta không có việc gì. Nhưng mà, Vương Tiểu Minh dường như đoán trước Lý Quân sẽ có phản ứng như vậy. Âm thanh của hắn theo trong bóng tối truyền ra, nói sự thực chính mình còn sống. Lý Quân nghe vậy, thế này mới thở ra. Vương Tiểu Minh bắn thủng cái hộp xong không làm gì. Chỉ nhỏ vài giọt máu vào trong hộp. Máu xuyên qua lỗ thủng rơi xuống người búp bê vải kia. Giờ phút này, tiếng bước chân trong bóng tối đã gần trong gang tấc. Vương Tiểu Minh thậm chí là có thể cảm thụ được hơi thở âm u lạnh lẽo dần dán gần cổ. Hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh, tùy tay ném cái hộp vào quan tài. Lập tức, hơi thở âm u lạnh lẽo dần dán sát trong bóng tối thay đổi phương hướng vào trong quan tài quỷ. Hắn dùng búp bê vải thay đổi mục tiêu tấn công của ác quỷ, cho nên hắn không cần nằm vào quan tài quỷ, chỉ cần dùng một búp bê vải thay thế.
Nguyên nhân bắn thủng cái hộp mà không thả ra búp bê vải là bởi vì suy xét đến búp bê vải sau khi được thả ra sẽ chạy lung tung, ảnh hưởng kế hoạch của Vương Tiểu Minh. Hơn nữa, búp bê vải đựng trong hộp càng khó chết, dù sao quỷ theo lỗ đạn xâm nhập vào trong hộp còn cần một chút thời gian mới làm được. Đùng, gần đó vang lên tiếng va chạm nặng nề, giống như có cái gì đụng chạm cạnh quan tài. Ác ác quỷ đã về quan tài. Vương Tiểu Minh mắt lấp lóe, hắn biết kế hoạch thành công. Nhưng hắn không chắc kế hoạch này có hiệu quả hay không, dù gì quỷ đã khác với lúc trước, biến dị nhiều lần, sau khi vào quan tài có thể giải quyết sự kiện linh dị này hay không vẫn chưa biết. Nhưng tình huống dường như tốt hơn trong tưởng tượng. Bóng tối dày đặc xung quanh dần tan biến, dường như quỷ vực bắt đầu biến mất. Thành công! Trước tiên phản ứng lại là Phùng Toàn, hắn giật mình kêu lên. Cảnh này giống hệt sự kiện thôn Hoàng Cương, cũng là bóng tối rút đi, xung quanh dần sáng lên. Một người ngự quỷ tên Tào Dương trợn to mắt hỏi, không phải chứ, sự kiện linh dị này đã bị một mình giáo sư Vương giải quyết. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.